Chào mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh của mình Thắng. Mình làm những video về sức khỏe, khoa học và đời sống. Và trong video này, bác sĩ Thắng xin chia sẻ với mọi người một vài thông tin liên quan đến việc là khi nào hay là ai, trong trường hợp nào thì chúng ta cần phải cắt amidan. Nào, chúng ta bắt đầu video lần này thôi. Cắt amidan là một phẫu thuật rất thường được sử dụng trong chuyên ngành tai mũi họng. Và thật sự thì có rất là nhiều bệnh nhân thì luôn luôn hỏi bác sĩ Thắng một câu, đó là em bị A, bị B, bị C thì có cần phải cắt amidan hay không? Hay là có nhất thiết phải cắt amidan trong trường hợp của con em, của bố mẹ em hay không? Thì câu hỏi này là một câu hỏi rất là nhiều người thắc mắc. Thì trong cái video lần này, bác sĩ Thắng sẽ vui lòng giải đáp cho mọi người những yếu tố như sau. Thứ nhất là tại sao có những trường hợp chúng ta cần phải cắt amidan. Thứ hai đó là vậy thì những trường hợp cụ thể nào, có nghĩa là chỉ định ấy, thì được chỉ định cắt amidan. Và thứ ba đó là trong những cái trường hợp nào thì không được chỉ định hay là chống chỉ định cắt amidan. Và cuối cùng thì sẽ có một vài lưu ý nho nhỏ cho mọi người, nếu chúng ta cắt amidan hoặc không cắt amidan thì chúng ta sẽ phải lưu ý những yếu tố gì. Thì đó là những thứ mà bác sĩ Thắng sẽ nói trong video này. Thế việc đầu tiên ấy, thì tại sao mà chúng ta có những người cần phải cắt amidan? Thì thực ra là amidan về bản chất đó là một tổ chức lympho nằm trong vùng miệng của chúng ta, tổ chức phận miễn dịch. Thì amidan của chúng ta thì có tác dụng miễn dịch ở cái tuổi nhỏ là rất là nhiều. Thế nên là tại sao mà trẻ em ấy, khi viêm họng cứ phải soi họng, nhìn amidan là chính ạ. Nhưng càng lớn tuổi, càng lớn hơn thì cái chức năng của nó sẽ giảm đi. Nhưng nếu mà những bạn nào mà lại bị viêm amidan mãn tính, viêm amidan có hốc vân vân ấy, rồi lại có viêm amidan lại gây ra những tình trạng ngủ ngáy thì sẽ cần phải cắt amidan. Vì lúc này amidan, cái chức năng miễn dịch thì không còn nhiều nhưng nó lại ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của chúng ta. Đó. Thế thì một trong những cái nguyên nhân mà chúng ta nên cắt amidan đó là nếu mà amidan mà viêm đi miêm lại nhiều lần quá thì nó sẽ làm tăng cái tỷ lệ mà có nguy cơ là gây ra áp xe quanh amidan. Và cái nguy cơ này ấy, thì là một biến chứng khá là nặng trong viêm amidan, có thể dẫn đến là bạn phải nhập viện, nó sử dụng rất là nhiều kháng sinh, phải trích rạch. Rồi thứ hai, cái này thì thường gặp nhiều hơn trong quá khứ khi mà cái khả năng điều trị về kháng sinh rồi cũng các loại thuốc kháng sinh, nhất là dành cho trẻ em ấy, nó còn rất là ít, thì có thể gây ra những tình trạng viêm khớp, viêm cơ tim, viêm cầu thận do khi mà cơ thể bị viêm amidan cấp mù. Đó, cái này ấy, thì nó liên quan đến cái cơ chế là cơ chế miễn dịch. Và khi cơ thể chúng ta sinh ra kháng thể để chống lại vi khuẩn đó, thì nó lại chống lại luôn cả khớp, cả cầu thận, cả van tim. Đó, thế nên là nếu mà ở những trẻ, nhất là trẻ em mà bị viêm nhiều quá mà lại có những biểu hiện như viêm cầu thận, viêm khớp, viêm gan tim thì cũng sẽ cần phải cắt amidan. Thứ ba đó là những cái bạn ấy mà nhỏ xong rồi viêm amidan nhiều gây ra những biến chứng ngay tại chỗ như là viêm tai giữa, rồi có những cái viêm phế quản mãn tính, rồi lại có thể gây ra những tình trạng rối loạn giấc ngủ như gây ra ngủ ngáy, cơn ngừng thở trong đêm, thì lúc đó cũng sẽ cần cắt amidan vì nó liên quan đến ảnh hưởng đến giấc ngủ này, đến sự phát triển của trẻ này. Ở người lớn thì ảnh hưởng rối loạn nội tiết này, gây béo phì này, căng thẳng, stress này, vân vân. Đó, thì đó là những cái lý do mà tại sao mà chúng ta cần phải cắt amidan. Vậy thì chỉ định cắt amidan sẽ được áp dụng trong những trường hợp như thế nào? Thì trường hợp số 1 đó là cắt amidan do viêm nhiễm. Thì cắt amidan do viêm nhiễm thì có rất là nhiều tiêu chuẩn khác nhau, nhưng đa phần tiêu chung lại thì chúng ta sẽ thống nhất một con số trung bình khoảng là 4 đợt viêm amidan cấp trên một năm. Có những nghiên cứu hoặc là những chỉ định thì sẽ là 5 lần trên một năm, 4 lần trong vòng 2 năm liên tiếp, hoặc là mỗi năm thì 3 lần trong vòng 3 năm liên tiếp, mỗi theo dõi theo thời gian dài hơn. Nhưng đa phần thì chúng ta sẽ dựa trên là trung bình khoảng một năm 4 lần. 4 lần một đợt viêm amidan sẽ phải được tính, đó là bệnh nhân có sốt cao, có đau họng, ăn đau nuốt đau, soi amidan thì thấy là sưng to và có mủ và cần phải điều trị kháng sinh thì mới khỏi. Thì đó là một, tính là một đợt viêm amidan cấp. Thì một năm nếu một bệnh nhân có 4 đợt như thế
thì sẽ được chỉ định là cắt amidan do viêm nhiễm. Cái chỉ định số 2 chính là chỉ định liên quan đến cái việc là ảnh hưởng đến chính cái vùng đó, đó là chỉ định là nếu amidan quá lớn gây ra cản trở thở này, rồi gây ngủ ngáy, cơn ngừng thở trong đêm. Thì cái này sẽ cần phải xác định là cơn ngừng thở trong đêm đó thì là cơn ngừng thở trong đêm duy trì, có nghĩa là bệnh nhân không điều trị gì, ngày bình thường không viêm amidan cũng bị, thì chắc chắn là sẽ cần cắt. Thế còn một nhóm bệnh nhân, nhất là trẻ em, đó là trong cái đợt viêm amidan to lên ngủ ngáy, nhưng nếu điều trị đợt viêm nó ổn, không bị ngủ ngáy nữa, thì sẽ gọi là trì hoãn một chút để cho trẻ lớn hơn đó, rồi sau đó hãng cắt amidan. Đó, không cắt amidan sớm thì sẽ bị ảnh hưởng một phần đến cái sức đề kháng của trẻ. Đó. Và thứ ba cũng như thế, tương tự, đó là khi mà amidan gây ra quá nhiều các biến chứng, ví dụ như là áp xe quanh amidan này, viêm tai giữa này, viêm mũi xoang này, thấp khớp, thấp tim, viêm cầu thận này. Khi viêm amidan đã gây ra những cái biến chứng đó thì cần phải cắt amidan sớm. Đó, thế còn ngoài ra ấy thì có một vài lý do khác, ví dụ như amidan, nhất là cái này thì gặp ở người lớn, amidan hốc mủ. Đó, hốc mủ có nghĩa là sao? Có nghĩa là amidan có các hốc và sau khi ăn thì chúng ta bị rắc những thức ăn vào đó, sau 6 tiếng thì thức ăn đó nó lên men, nó tạo thành những chấm màu trắng, gọi là hốc mủ nhưng thực ra ở đó không phải là mủ mà đó là thức ăn thừa bị lên men, và khi khạc ra, nhổ ra thì nó trắng trắng hôi hôi, được gọi là bã đậu, thì gọi là amidan hốc mủ, nhưng thực ra chẩn đoán amidan hốc mủ có nghĩa không có nghĩa là amidan đang viêm các bạn nhé. Thì cái tình trạng này nó lại liên quan đến cái việc là sẽ ảnh hưởng đến cái giao tiếp của chúng ta, tự ti, gây ra hơi thở hôi, và nó thường xảy ra ở người lớn. Chính vì thế mà đôi khi sẽ có những trường hợp là cắt amidan vì vấn đề là amidan có hốc mủ đó. Ngoài ra thì có một vài cái triệu chứng nó không phải là chỉ định một cách hoàn toàn, nhưng ví dụ như là trẻ thường xuyên bị ốm, gây phát triển trí tuệ chậm này, biếng ăn này, rồi đái dầm này, vân vân, có nghĩa là ảnh hưởng đến sự phát triển tâm thần và vận động của trẻ thì cũng có chỉ định cắt amidan. Thế thì tất nhiên là nếu mà cắt amidan tốt như vậy thì chúng ta đi cắt amidan hết đúng không? Không các bạn ạ, có nghĩa rằng là cái gì nó cũng phải có chỉ định của nó. Tại vì sao? Vì làm bất cứ một thủ thuật gì thì nó cũng sẽ có nguy cơ đó, những cái biến chứng sau mổ, ngay sau mổ hoặc xa sau mổ, ví dụ như những biến chứng như chảy máu này, rồi nhiễm trùng này, rồi những vấn đề của gây mê, nó luôn luôn là những yếu tố nguy cơ. Tuy rằng nó xảy ra ít thôi nhưng chúng ta cũng cần phải cân nhắc, đó là không phải là tự nhiên mà bạn, nếu bạn không có triệu chứng gì như những cái chỉ định ở phía trên mà bạn lại đi cắt amidan rồi bạn lại phải chịu một cái yếu tố nguy cơ của một cuộc phẫu thuật. Chính vì thế cái việc phẫu thuật rất là cân nhắc, chứ không phải là tự nhiên bảo em thích đi cắt amidan thì đi cắt amidan. Không các bạn ạ, có một chỉ định rất là rõ ràng mà chúng ta phải cân nhắc đấy, rất là kỹ đó. Thế thì những trường hợp nào thì sẽ không được cắt amidan, hay nói khác là chống chỉ định cắt amidan, thì sẽ có những cái trường hợp là chống chỉ định tạm thời, có nghĩa là trì hoãn lúc này chưa có mổ vội đó, thế xong rồi đợt sau khi nào ổn hơn thì chúng ta mổ. Và còn chống chỉ định tuyệt đối, có nghĩa là tuyệt đối không có cắt, thì chống chỉ định tạm thời thì là những cái người mà có những bệnh mạng tính nó chưa ổn định đó, rồi ví dụ như là những cái người mà phụ nữ đang mang thai hoặc là đang trong cái thời kỳ kinh nguyệt đó, thì sẽ không nên cắt amidan. Rồi những cái amidan, nhất là trẻ em đang viêm cấp, có rất là nhiều bố mẹ cứ viêm, cứ con sốt thì lại đến chỗ bác sĩ khám rồi bảo bác ơi bác cắt amidan cho cháu, thì thật sự là cái lúc đó thì không cắt amidan được các bạn ạ. Cái lúc đang viêm thì không cắt amidan, vì lúc đó cắt xong thì nguy cơ chảy máu, rồi nguy cơ nhiễm trùng nó rất là cao. Chính vì thế mà phải điều trị viêm cho ổn định, sau khoảng 2-3 tuần thì mới cắt được. Chính vì thế mà nhiều khi thì bố mẹ cứ thấy con ốm thì đem con đi bảo là em muốn làm ngay, nhưng mà thực ra thì không làm được như thế đó. Rồi tiếp theo nữa đó là bệnh nhân cũng đang có một cái tình trạng viêm trên toàn bộ cơ thể, nó sẽ kích thích những cái vấn đề giãn mạch, ví dụ như là bạn đang bị viêm da, bạn đang bị mụn nhọt vân vân ấy, hoặc là đang sốt virus, thì cũng sẽ không có chỉ định cắt amidan vào lúc đó. Rồi nếu mà bạn đang ở một cái vùng dịch, như là đợt này chúng ta có dịch COVID-19 này, rồi hoặc là dịch cúm, dịch sởi này, dịch sốt xuất huyết, thì sẽ hạn chế cái việc phẫu thuật. Vì sao? Vì phẫu thuật xong thì nó có nguy cơ chảy máu. Nếu mà bạn bị nhiễm những cái bệnh lý đường hô hấp như cúm này, sởi này, hoặc là COVID, thì bạn sẽ bị ho. Mà ho thì làm tăng nguy cơ chảy máu, hoặc là nếu mà lại là đúng cái đợt dịch sốt xuất huyết, thì nhỡ bị nhiễm sốt xuất huyết thì sẽ làm tăng khả năng chảy máu sau cắt A. Chính vì thế mà sẽ không mổ khi mà
bị đang dịch. Và tất nhiên thì nói thật là chúng ta sẽ hạn chế các amidan ở trẻ quá bé, vì lúc đó thì trẻ cần amidan để có miễn dịch, thường sẽ là dưới 5 tuổi thì hạn chế các amidan. Và với những người bệnh nhân là rất lớn tuổi thì cũng hạn chế, vì lúc này cái nguy cơ chảy máu cũng cao hơn. Chính vì thế mà đôi lúc thì bác sĩ Thắng có khuyên một vài bệnh nhân của bác sĩ Thắng, đó là họ đến với bác sĩ Thắng khoảng là hai mấy tuổi, lúc chưa sinh con, thì bác sĩ Thắng khuyên là nếu mà thật sự em muốn cắt amidan thì em nên cắt sớm. Tại vì sao? Thì một vài năm nữa nếu em sinh con có thai ấy, lúc đó viêm thì em cũng không thể cắt được. Đó, nó liên quan đến chống chỉ tạm thời. Hoặc là với những người mà khoảng 30 hoặc ngoài 40 tuổi á, amidan nó rất to, họ gây ngủ ngáy, nhưng mà lúc đó thì họ chưa xuất hiện các bệnh gì như là tiểu đường, tăng huyết áp. Nhưng nếu họ không cắt sớm đó, thì khi mà đến lúc mà những cái bệnh gì nó tăng lên, rồi những cái triệu chứng của amidan nó nặng hơn, khi mà họ ngoài 50 tuổi, 60 tuổi, thì lúc đó lại rất là khó cắt, vì lúc đó có bệnh nền toàn thân, có bệnh tim mạch, bệnh tiểu đường, vân vân. Thì lúc đó lại rất là khó cắt. Thế nên là những cái bệnh nhân mà trên 55 tuổi thì cũng hạn chế không cắt amidan mấy. Chính vì thế mà ngoài việc là chúng ta cắt vì thời điểm hiện tại ấy, thì đôi khi là chúng ta sẽ cắt amidan vì tương lai là chúng ta định hướng được là bệnh nhân này sẽ về sau sẽ gặp những tình trạng này, thế nên là bây giờ cắt thì là hợp lý, để 5-10 năm nữa cắt thì sẽ không còn hợp lý nữa. Đó, thế nên là sẽ có một vài người sẽ bảo là trẻ quá bé hoặc người quá lớn thì không cắt được, chính vì thế chúng ta phải chọn độ tuổi cho nó phù hợp. Đó, thì đó là những cái chống chỉ định hay gọi là cái trì hoãn cắt amidan. Tiếp theo nữa đó là những thứ mà chúng ta sẽ gọi là không cắt luôn, trì hoãn hoàn toàn hay là chống chỉ định tuyệt đối. Thì tất nhiên rồi, nếu bệnh nhân có những vấn đề liên quan đến dị ứng, nhất là dị ứng các thuốc gây mê gây tê ấy, thì chắc chắn là không có cắt amidan gì cả. Tại vì sao? Không cắt amidan thì không sao, nhưng mà cắt đi vào gây mê có vấn đề thì có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Đó. Thứ hai là những bệnh nhân có bệnh lý về máu, như là bệnh lý rối loạn đông máu này, rồi cao huyết áp này, chảy máu kéo dài vân vân. Đó, những bệnh gì đó thì cũng không cắt amidan. Vì tất nhiên cũng như thế, nếu không phẫu thuật thì thôi thì thỉnh thoảng viêm một chút điều trị, còn hơn là điều trị phẫu thuật thì có thể ảnh hưởng đến tính mạng của bệnh nhân. Rồi tiếp theo nữa là những bệnh lý toàn thân như là suy tim này, tâm phế mạn này, rồi bệnh nhân có những bệnh lý mạn tính như là đái tháo đường này, suy thận này vân vân, thì tất nhiên là những cái bệnh nhân đó thì chúng ta sẽ không phẫu thuật cho bệnh nhân. Chính vì thế đó là bệnh là chống chỉ định tuyệt đối luôn. Đó. Chính vì thế mà ở cái thời điểm mà mình thấy rằng là đẹp nhất để cắt amidan nó sẽ là khi mà trẻ, nếu với trẻ em thì trên 5 tuổi, và tốt nhất là sau khoảng 15 tuổi thì là tốt hơn. Nhưng mà nếu mà gây ngủ ngáy quá thì để trẻ trên 5 tuổi thì hạ cắt. Còn với người lớn tuổi ấy, thì nên cắt trước 45 tuổi, không nên cắt sau đó, vì những cái bệnh lý như là tăng huyết áp, tiểu đường nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều. Đó, thì đó là những cái vấn đề liên quan đến cắt amidan. Sẽ có rất nhiều người hỏi bác sĩ Thắng là thì tôi có cần phải cắt hay không, thì mọi người hãy xem từ đầu đến phần này của video thì mọi người sẽ thấy được rằng là chúng ta có thuộc nhóm đối tượng cần đến cắt hay không. Thế còn nếu mà mọi người muốn khám trực tiếp thì mọi người nên đến cơ sở y tế để kiểm tra. Thế còn ngoài ra thì bác sĩ Thắng sẽ nói thêm một cái phần nữa. Thế làm thế nào để chúng ta phòng được viêm amidan, đúng không? Thì tất nhiên phòng viêm amidan nó sẽ là nằm trong tổng hòa của việc là phòng viêm mũi họng luôn. Có nghĩa chúng ta sẽ phải vệ sinh tay thường xuyên, đeo khẩu trang khi đến tiếp xúc nơi đông người này. Chúng ta cần rửa mũi súc họng hàng ngày thường xuyên này. Đó, và tất nhiên rằng là những cái đợt viêm amidan cấp thì cần phải đến bác sĩ để được điều trị. Nếu cần liệu pháp kháng sinh thì được điều trị thật sự là bài bản, đừng tự ý ra hàng thuốc để mua thuốc. Nếu điều trị mà không tốt ấy, thì rất dễ tái phát trở lại, và cũng sẽ làm cho xuất hiện những biến chứng như là viêm áp xe quanh A này, những biến chứng như là trẻ em có thể là có suy thận này, viêm cầu thận đó, viêm khớp này, viêm tan tim này vân vân đó. Thì chính vì thế mà cần được đến bác sĩ để khám, kiểm tra và điều trị thật sự bài bản. Thì đó là những gì mà bác sĩ Thắng muốn chia sẻ với mọi người trong video lần này. Rất là mong sau video lần này thì mọi người sẽ có câu trả lời cho mình về việc là mình có nên đi cắt amidan hay không. Thế còn nếu mà các bạn vẫn còn thắc mắc, hãy đến khám bác sĩ. Bác sĩ sẽ là người trả lời câu hỏi đó cho các bạn. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe hết video. Nếu bạn thấy hay thì like, share và subscribe kênh của mình. Xin chào.